Xin chào mọi người, hôm nay mình xin phép giới thiệu về một sản phẩm biến tần của Schneider, dòng ATV310. Dải công suất của dòng này là từ 0.37kW tới 11kW, tương ứng 0.5HP đến 15HP. Dải điện áp của nó là từ 380V cho tới 460V. Bây giờ mình sẽ quay tổng quan một vòng của con biến tần ATV cho các bạn xem. Biến tần được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, độ tin cậy cao, dễ dàng sử dụng và bảo trì, tối ưu hóa chi phí. Ngoài ra là biến tần còn sở hữu một hiệu suất cũng như là khả năng bảo vệ cho động cơ rất là cao. Dòng này được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống nhỏ như là băng tải, máy tiện. Nó còn được ứng dụng trong điều khiển bơm quạt. Đặc biệt là trong cái dòng biến tần này, nó còn được tích hợp chân chức năng gọi bơm phụ. Tên đầy đủ của con biến tần trên tay mình đây là ATV310H037N4E. ATV310 là chỉ mã dòng sản phẩm, 037 là chỉ công suất của nó, 4 ở đây thể hiện là điện áp 3 pha 380V. Ở phía bên hông là các thông số cơ bản của biến tần như là tên, công suất, điện áp ngõ ra và ngõ vào. Trước của biến tần có màn hình hiển thị 4 led 7 đoạn trực quang. Tiếp theo là nút xoay biến trở, tên hãng cũng như là tên của cái biến tần này là gì. Mở nắp ra, bên trái là sơ đồ đấu nối chân và nguồn động lực. Bên phải phía dưới là các chân đấu nối tín hiệu tương ứng. Đây là các chân đấu nối tín hiệu của biến tần ha. Tương ứng là sơ đồ đấu nối bên đây. Phía trên này á, thì ngoài nút xoay biến trở thì còn có 4 nút là Mode, ESC, Stop, Reset, Run. Nút xoay biến trở cho phép người dùng chọn hàm trong khi cài đặt biến tần. Thao tác trên từng nút của nó rất là mượt mà và không có bị đơ cứng ha. Phía bên dưới là các chân đấu nối của biến tần R1A, R1B, R1C là các chân ngõ ra relay thực hiện chức năng cảnh báo lỗi. Ví dụ như là nó có lỗi thì nó sẽ báo còi hay là đèn. Ba chân COM AI1 5V là các chân input analog. Tín hiệu của nó có thể là dòng DC4 20mA. Chân A01 là output analog để điều chỉnh dòng áp. Các chân LI1, 2, 3, 4 là những chân nhận tín hiệu logic giúp mình có thể cài đặt để điều khiển các cấp tốc độ động cơ. Với con biến tần này thì ta có thể điều chỉnh được 8 cấp tốc độ. Đặc biệt là trong con biến tần này còn có tích hợp nguồn nội sẵn 24V. Các chân L0 cộng, L0 trừ thì là các chân chức năng gọi bơm phụ. Ví dụ như là trong các hệ thống bơm, khi mà nguồn cấp cho bơm chưa có đạt mức yêu cầu thì nó sẽ gọi bơm phụ để hoạt động. Di chuyển xuống phía bên dưới thì mình có các chân đấu nối với lại nguồn điện. RST lần lượt là những cái chân nối tương ứng với 3 pha điện áp. Bên cạnh là các chân UVWK tương ứng với lại 3 pha động cơ. Trên đây là video giới thiệu về sản phẩm biến tần ATV310 của hãng Schneider. Cảm ơn các bạn đã đón xem video clip của mình.